cũng như mọi khi chúng ta sẽ có đài của châu Á và của tất cả các nhà báo, báo thời sự và báo Asahi của Nhật Bản về đài đưa tin. Cho nên mong mọi quý Phật tử của chúng ta, mỗi người, mỗi vẻ, hình ảnh thân thiện, trang nghiêm, đó là thể hiện được là một Phật tử thuần thành của người Việt Nam ta trên đất nước Nhật Bản. Xin cảm ơn quý vị cùng hợp tác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng với bạch hòa thượng trụ trì Yoshimizu Daichi, ngưỡng với bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý cộng đồng, quý bà con Phật tử thiện nam tín nữ gần xa thân mến, cũng như là kính thưa tất cả quý cô chú người Nhật Bản cũng tới đây cùng về tham dự, và cũng như là tất cả các anh chị em trong cơ quan sư quán Việt Nam ta, cũng như là tất cả các hội đoàn ngày hôm nay về đây cùng tham dự buổi lễ Vu Lan tại chùa Ni Sinh Cường Sư. Trước tiên đi vào lời pháp thoại, cho tâm trí xin chúc đến tất cả quý vị sức khỏe kiện toàn, mọi việc được hanh thông và tốt đẹp. Xin đảm bảo. Chúng ta có thể cho một vài tràng pháo tay to thật lớn. Hồn hồ của người con Phật của chúng ta ha. Quý vị hoan nghỉ, tại vì ngày hôm nay là ngày 11 tháng 8 năm 2019, tức nghĩa là ngày 11 tháng 7 âm lịch, khó khăn và lâu lắm thì lịch dương và lịch âm mới khớp cùng ngày với nhau. Và ngày hôm nay không chỉ ở Việt Nam ta và khắp nơi mọi miền Nam Châu của Tổ quốc, ai ai cũng hướng về một cái mùa Vu Lan báo hiếu, mà từ ngày 1 tháng 7 cho tới ngày 30 tháng 7 đó là một cái tháng mà chúng ta tổ chức Vu Lan và báo hiếu. Đó là trở thành một truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam ta trên khắp mọi nơi. Và quý vị thấy đâu đó lúc trên Facebook, tin tức, mạng, Internet, YouTube, vân vân đều thấy được rằng mỗi chùa đều có tổ chức là gì? Lễ Vu Lan báo hiếu, là mùa Vu Lan tháng 1. Mà mùa Vu Lan ở đây quý vị thấy được rằng không chỉ là ở Việt Nam không, mà những nơi nào có chùa Việt Nam, nơi nào có hình ảnh của quý thầy, quý sư cô người Việt Nam, nơi nào có cộng đồng người Việt Nam, thì nơi đó chúng ta sẽ tận hưởng được một mùa hiếu hạnh, đó là rằm tháng 7 Vu Lan Tự Tử. Ngày này là ngày mà chư tăng mãn hạn sau 3 tháng an cư thức luyện thân tâm từ ngày 11 tháng 4 âm lịch cho tới ngày 15 tháng 7 âm lịch, là đúng 3 tháng quý thầy quý sư cô trụ lại một chỗ để thức luyện thân tâm, tu hành giới định tuệ, và nhờ cái công đức mà tu tập của quý thầy quý sư cô, ngày này là ngày tự tử. Ngày này quý Phật tử thiện nam tín nữ của chúng ta ứng dụng, nhờ đó mà chúng ta thiết lễ trai diêm, sắp sửa hương hoa trà quả, rồi là thức ăn, rồi là cúng dường trai tăng, để nhờ cái phước báu đó hồi hướng lại cho ông bà gia tiên tiền tổ của chúng ta quá khứ nhiều đời nhiều kiếp được sớm siêu sinh về miền cực lạc. Và đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền được tăng phước tăng thọ, cha mẹ hiện tiền được thêm nhiều sức khỏe, và con cháu đời đời của chúng ta hưởng được cái phúc báu đời này và đời sau. Đó là truyền thống tốt đẹp của mùa Vu Lan và báo hiếu. Quý vị biết cái mùa Vu Lan ở Nhật Bản nó khác hẳn với Việt Nam của chúng ta. Ở Nhật Bản thì sao? Họ thì cúng gia tiên tiền tổ. Và quý vị ở đây lâu năm nên tâm trí xin giới thiệu sơ lược về cái Vu Lan của người Nhật Bản. Và đúng ngày 13 tháng 8 là họ sẽ đi tới cái ngôi chùa, họ thắp cái nghi nến, rồi tới cái ngôi mộ mà họ đã đặt ngôi mộ ở trong chùa đấy, rồi sau đấy là rước ông bà về ở tại nhà để ăn cùng với con cháu mùa Vu Lan. Đấy, thì ở trên ban thờ họ sẽ chuẩn bị được là quả dưa leo, quả cà tím và quả lê, cũng như là mấy cái bánh mochi vân vân. Thì ở trên cái bàn thờ đó đó, thì quý vị biết được rằng là cái tại sao mà có quả dưa leo, tại sao mà có quả cà tím. Bởi vì quả dưa leo là thể hiện cho con người,
còn quả cà tím là thể hiện cho con bò, con ngựa là chở ông bà gia tiên đi về ăn vu lan với con cháu sớm, đi nhanh trước, ngựa là một động vật chạy nhanh cho nên là chạy nhanh trước, còn con bò là chở hành lý của gia tiên, linh hồn gia tiên đi về sau, cho nên là phải đi từ 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 đó. Sau khi mà họ đưa về thì ở bên Nhật họ gọi là gì, Mukaebi, Omukaebi, Omukaebi là trước cái nến, cái trăm cái ngọn nến tại chùa của Nhật rồi đưa về ở tại nhà mình đó, rồi thắp nào là cơm canh gạo muối giúp bay Việt Nam của chúng ta. Nhưng mà có thêm là cái nasi. Cái nasi là gì? Là trái lê, nhưng mà một âm tiếng Nhật là gì? Nasi là không, cho nên là cầu nguyện con cháu là không có chết mà là lúc nào cũng được phồn vinh sức khỏe. Cho nên là người Nhật vào mùa Vu Lan, người nhất là cái mùa mà nóng lực như thế này, rồi quý vị thấy là Nhật Bản người ta trồng cái nasi thật là to không? Đó, là họ mua những cái nasi to đó về để mà cúng ông bà gia tiên. Rồi á, là từ ngày 13, 14, 15, 16, trong vòng 3-4 ngày như vậy, thì quý vị là thấy lịch của Nhật là sao? Được nghỉ ô bôn, đúng không? Bôn của gia sư mình. Được nghỉ ô bôn là họ thường hay đi tới chùa. Rồi là tảo mộ này, thanh minh nè, đi tới đó dường những cái lễ của nhà chùa tổ chức. Rồi con cháu tụ tập tại ở nhà, có một cái bàn thờ Phật, bàn thờ gia tiên để con cháu là cùng thờ bái, bái lạnh và cùng sinh hoạt với lại các vị hương linh gia tiên tiền tổ. Cho mãi tới cái ngày 16 là họ gọi là Okuribi. Okuribi là sao? Bây giờ cái quả dưa leo với lại quả cà tím á, thì là họ sẽ lấy cái Tsumayoshi là cái tâm xỉ răng á, là họ xỉ vào bốn góc đó để là thể hiện là bốn cái chân của con ngựa và con bò, và họ sẽ để ở trước cái gian căn. Trước cái gian căn là để tiễn ông bà về lại núi. Thì ngày xưa đối với người Nhật sau khi chết thì linh hồn sẽ đi về đâu? Sau khi chết là linh hồn sẽ đi về núi, và cái ngọn núi thiên đó là núi Cao Dạ Sơn hoặc là núi Tỷ Địa Sơn ở thiên là tự vân vân. Những cái ngọn núi đó là họ đi từ núi đi về với con cháu và từ đó đưa về nhà. Cho nên cái phong tục như vậy giống y chang như người Việt Nam của chúng ta, vào ngày 30 tháng 12 cũng rước ông bà về, rồi xong cái ngày mùng 3 tháng giêng Tết là tiễn ông bà đi, đúng không? Đó là cái phong tục tập quán thôi thưa quý vị, chứ chưa hẳn là cái phong tục của Phật giáo. Chúng ta phải định hình rõ được rằng phong tục tập quán ở đâu và phong tục của Phật truyền thống Phật giáo là đâu. Chứ không thì vô tình mọi người nói là ủa mình còn phải tỉa rước ông bà rồi tỉa ông bà, vậy thì nguyên một năm như vậy chúng ta thờ ông bà trên đó nghĩa là thờ ai mà còn phải tỉa rước vân vân, đúng không? Đó là cái phong tục tập quán của mỗi nước nó đã có sẵn. Thì chúng ta thấy được như vậy, và Nhật nó họ có thêm chữ là bon dori. Bon dori là gì? Là người ta có một cái điệu múa obon, tức nghĩa là mời ông bà về cùng với lại những người sống của chúng ta cùng kết hợp với nhau để mà giao hưởng cái điệu múa obon. Họ cũng mở ra cái lễ hội buôn bán rồi là nước nôi trà sữa vân vân. Sau đó cái là họ sẽ mặc yukata rồi cầm cái trô chim, là cầm cái lồng đèn để cùng múa bon dori với đại gia tiên thiên tổ. Thế nghĩ ở đây tâm trí muốn nói cái điều gì? Muốn nói rằng quý vị phải hiểu được không phải là chết là hết, không phải chúng ta sống một xã hội đầy văn minh, khoa học tiến bộ, kỹ thuật công nghệ cao, rồi là máy móc hiện đại, thì chúng ta không tin vào thế giới tâm linh. Thế giới tâm linh là nó có thật, và đây là một truyền thống mà ngày xưa của Việt Nam ta đã có, đó gọi là cái truyền thống đạo hiếu, giữ gìn được bàn thờ, rồi là gia tiên tiền tổ, nhất là hương hoa trà quả khói nhang, chúng ta cần phải giữ gìn một cái nếp sống đẹp như vậy. Ngày xưa tới bây giờ cái truyền thống đạo hiếu của người Việt Nam ta nó ăn sâu vào ở trong người Việt Nam ta khá là lớn, cho nên là tâm trí thấy sang ở bên đất nước Nhật Bản cùng sinh hoạt với tất cả các bạn trẻ, cùng gần gũi với là cô chú anh chị mà đã định cư lâu năm tại đất nước Nhật Bản rồi, mới cảm thấy được một điều là sao thưa quý vị? Chúng ta đi xa xứ, đi xa quê nhà đi chăng nữa,
Nhưng đối với những vị như chúng ta ở đây là rất là căng thẳng nhớ về quê hương. Và không gì khác hơn buồn ngủ xúc động đặc đảm hơn, đó là cái mùa cô Lan trở về với người con Phật. Ai ai cũng ngậm ngùi xúc động thương tiếc ngùi ngùi nhớ về hai đấng sanh thành của mình, đó là cha và mẹ. Và đó trên đó nữa là gì? Ông bà gia tiên tiền tổ mà theo đạo Phật gọi là lục thân quý thuộc. À, có gia tiên, có ông bà, có cha mẹ mới có chúng ta. Vậy thì đối với người con Phật của người Việt Nam ta, cái câu chữ đạo hiếu đầu tiên là gì thưa quý vị? Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. À, hoặc nghĩa là mập cùng tăng trưởng, thủy tợ nguyên lưu. Hay có cội nước mới có nguồn, chi có bộ người có tâm. Chúng ta cũng phải có tâm, có dòng tập chứ, dòng họ Nguyễn, họ dòng họ Trần, dòng họ Lê. Cho nên chúng ta phải đào sâu cái tư tưởng về chữ hiếu để mà chúng ta giữ gìn được cái nét đẹp đó. Và từ đó thì chúng ta không dám làm những cái việc ác nữa, mà lúc nào cũng trở thành một đứa con ngoan, một người con hiếu thảo để mà tròn vẹn được cái câu hiếu thảo đối với hai đấng sanh thành. Và đâu đó quý vị có nghe cái câu là nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lòng lòng không phụ kính không cha. Không cha nghĩa mẹ là như vậy. Là người Việt Nam ai cũng hiểu được cái câu ca dao tục ngữ từ ấm bé thơ quý vị đã thuộc năm lần. Là cái gì thưa quý vị? Không cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lần thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Đố ai đến được lá rừng, đố ai đến được mấy tầng trời cao, đố ai đến được những vì sao, đố ai đến được công lao mẫu tử. Cái công ơn cha mẹ nặng chuyện như thế đó thưa quý vị, cũng vì ta mà cha mẹ hy sinh hết tất cả. Khi chúng ta khôn lớn trưởng thành, chúng ta đủ lông đủ cánh bay đi khắp mọi nơi. Và khi hạnh phúc thì hầu như ít có nghĩ tới cha mẹ. Nhưng khi chúng ta đau buồn, gặp chuyện phải khó khăn, thử thách gian truân trong cuộc sống, bị người yêu bỏ, bị ông chồ la, bị trường đuổi, bị không xin được visa, rồi bị trường công việc, thì chúng ta mới gọi về cho cha mẹ. Và lúc nào cha mẹ ở quê nhà cũng sẵn sàng lắng lòng để nghe đứa con của mình tâm sự. Mẹ ơi, con thế này, con thế kia. Bố ơi, con đã như vậy, bây giờ con làm sao đây? Tụi con ở đây, cái sự mà khó khăn lớn nhất của tụi con chính là cái gì? Cái sự cô đơn và cô độc. Và nhất là chúng ta đang còn trẻ, chúng ta sống một cái lối sống rất là còn thiếu suy nghĩ, thiếu nhận thức, còn bồng bột, còn non kém, vô tình nghe lời dụ dỗ của bạn bè và rơi vào cái vòng luân lý khổ đau. Và người gánh hết tất cả những cái khổ đau đó chỉ có cha và mẹ của mình thôi. Dù cho người bạn có tốt đi chăng nữa, họ cũng không phải hy sinh cả cuộc đời của họ cho mình bằng cha mẹ. Ở đây các cô chú anh chị lớn tuổi đã từng sanh con đẻ cái rồi mới hiểu được cái công lao khổ nhọc của cha mẹ như thế nào. Ở trong đạo Phật có cái câu 9 tháng 10 ngày 3 năm nhủ khổ, mang nặng để đau. Thế cho nên hình ảnh của Ngài Một Kiền Liên, Ngài mới phát nguyện là nguyện làm con thảo, lòng càng áo não, nhớ nghĩ thân sanh, con đến trưởng thành, mẹ dày gian khổ,
3 năm nhổ bộ và 9 tháng khu mang. Chúng ta thấy cha mẹ của chúng ta là như vậy. Bản thân tâm trí cũng đã mất cha và mất mẹ. Và khi chúng tôi lớn lên thì không được tình thương của người cha. Và chúng tôi có một cái duyên lành đối với Phật Pháp là nhờ má của chúng tôi đi chùa, bà tăng tùy gánh rau gánh và bán nuôi chính đứa con ăn học khô lớn và trưởng thành. Tự bản thân má của chúng tôi đứng ra để gả vợ gả bà gả chồng cho các anh chị em và đã hy sinh cũng dường tam bảo cho hai người kỳ công. Chúng tôi tu có 7 tuổi lên. Và khi gửi vào trong thành phố Hồ Chí Minh và đi biển biệt luôn, bởi vì chúng tôi đi tu thì không được như quý vị là đi về nhà thăm cha thăm mẹ. Có những lần tháp tùng mới hỏi được ai chị đi về Việt Nam là thật sự. Nhưng mà mấy khi chúng tôi được về quê thăm bà, thế là cuối cùng có thể là chúng tôi gặp cuối cùng khi má chúng tôi qua đời. Bởi vì bà bệnh thì thường phải bỏ lết từ ở trong ra ngoài để đứa con đi về thành phố Hồ Chí Minh để sang được bà. Bà nói một câu như thế này: má biết thật sự của con rất là đã rồi, nhưng con phải giữ gìn sức khỏe. Má chẳng biết gì khác hơn cầu nguyện Phật gia hộ cho con mọi Phật sự được thanh thông và tốt đẹp. Chúng tôi lên xe nhưng mà vẫn đã nghĩ bà bị bò lết từ ở trong ra ngoài và tay vẫn tiện đưa chúng tôi rời chiếc xe đi ra vào trong thành phố Hồ Chí Minh. Có thể là do chúng ta bị bận rộn, do chúng ta có một cái lý do nào là con bận rộn công việc rồi con phải làm như thế này là như thế kia, con không thể nào gọi cho mẹ được, con không thể nào về thăm mẹ được. Ở chúng ta nhiều lý do lắm, nhiều cái lý do lắm. Cái lý do mà bây giờ chúng tôi bảo chúng tôi hứa với bà sẽ về cuối năm, về cuối Tết về thăm. Bởi vì ngày đó là ngày 27 tháng 12 là bên Bộ Ngoại giao tổ chức là tặng cho chúng tôi một cái bằng khen, và chúng tôi hứa sẽ về nhận bằng khen đó rồi sẽ ghé thăm má. Nhưng vô tình ở bên đây có hai em chết, chúng tôi quyết định không về nữa. Và chúng tôi khắc khứa với má sau Tết con sẽ về. Thế chiêu với tôi về sau Tết con sẽ về thăm má. Má an tâm, con sẽ về, con sẽ đi với bên má. Nếu quý vị biết được rằng đêm 30 Tết, một cái tin rất là muốn chỉ đến với chúng tôi là bà đã ra đi. Người cha thì có thể ít, thưa quý vị, ai cũng vậy thôi. Cần thì thân diễn hay sao? Và chúng tôi nguyện sẽ cố gắng tu học nhiều hơn nữa để độ hương linh của má con sớm được siêu sinh tịnh độ. Tối hôm đó tôi nhờ Việt Nam để làm lấy vé và tôi nhờ tất cả các anh chị em cô chú lớn thay thế chúng tôi để làm tin tốt cho cộng đồng tại chùa này. Khi mà về rồi thì quý vị biết được rằng thân thể vẫn còn nguyên vẹn và gương mặt tươi tỉnh. Có thể là đời chúng tôi một người con ở xa nhất trong chín đứa con. Những cái tình cảm đó của con ở đây ai cũng giống như tâm trí thôi. Có người
người đã không còn cha còn mẹ, có người mất cha mất mẹ, thì tình cảm đó chúng ta không thể nào diễn tả bằng lời. Qua những cái bài ca dao tục ngữ, không làm sao có thể là chúng ta tả hết cái công ơn sâu thành dưỡng dục của cha và mẹ mà. Trong mùa Vu Lan có hiến như vậy, thì Tâm Trí cũng xin phát biểu với quý vị là chúng tôi cũng không thể nào cầm được cái lòng cảm xúc, bởi vì chúng ta cũng là con người, cũng là con người, và ai cũng có cái bổn phận và trách nhiệm báo một ơn báo đền cha. Và cùng là con người, chúng ta cần phải có cái lòng mở rộng lòng hơn để chia sẻ với những ai đã mang hai chữ mồ côi vì đã mất cha hoặc mất mẹ hoặc mất cả hai. Hai chữ mồ côi xong cảm thấy đau thương và nặng chịu lắm được không? Tại sao chúng ta mất cha có mẹ mà bây giờ chúng ta đang bị hai chữ mồ côi? Trong bóng tình thương của bạn bè, trong bóng tình thương của thầy, của người xung quanh còn được, nhưng trong bóng tình thương của cha của mẹ thì chúng ta lấy gì đáp lại được? Cho nên mỗi khi chúng tôi cúng cơm á, chúng tôi thường hay sướng như thế này: đây bát cơm đầy nặng ước mong, mẹ ơi đây ngọc với tận đáy lòng, đây tình còn động trong thương nhớ, ơn nghĩa sanh thành con chưa tròn sống. Làm sao chúng ta tròn được hai chữ ơn nghĩa sanh thành? Cho nên cái bài ca dao muôn thuở của chúng ta ở đây: con cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, hy vọng rằng tụi con đang ở xa, xa quê hương hơn nửa vòng trái đất, nhưng chúng ta không bao giờ quên được cha mẹ. Và từ đó chúng ta có một nghị lực để mà nỗ lực phấn đấu, dù cho cuộc đời này nó có nhiều cái ngạn ngập thử thách đi chăng nữa, nhưng chúng ta đang tận hưởng tình thương của cha của mẹ. Chúng ta đi đâu đó vẫn có những tình thương của mọi người che chở, và cha mẹ của chúng ta đang ở quê nhà căng cánh mòn mỏi đợi chờ những đứa con đang khôn lớn trưởng thành. Cho nên hy vọng tụi con, chúng ta phải định hướng được tương lai của mình, cố gắng giữ gìn sức khỏe, học tập tốt và làm những điều tốt thiện để hồi hướng lại cho cha mẹ của chúng ta được tăng lâm và tăng thọ. Đó là chúng ta đang tròn cái câu hiếu hạnh của người con Phật trong mùa Vu Lan Bao Hiếu này. Còn nhiều mảnh đời, còn nhiều cái hoàn cảnh lắm, đó là những đứa con mà mất cha mất mẹ, nhưng ngược lại những người cha người mẹ mà mất đứa con thì cũng đâu đó biết chừng nào. Mà trong cái chương trình NHK Special, quý vị đã thấy một cái hình ảnh của cha mẹ của bạn Vương Thế Anh mất ở Châu Si, và cha mẹ của bạn này đi tảo mộ, người mẹ thì ôm cái ngôi mộ khóc, đứa con kêu con quằn quại. Và ba mẹ của bạn Vương Thế Anh thì đốt tiền vàng mã, và ba cụ Thế Anh nói rằng: ba muốn con về bằng da bằng thịt, bây chứ bây giờ có nhiều tiền mà không có con thì cũng chẳng ý nghĩa gì. Cái khoảng khắc đấy chúng tôi cũng thấy được và cảm giác được rằng những người con mà mất cha mất mẹ, và những người cha người mẹ mất những đứa con thân thương như vậy, thì chúng ta thấy đau khổ biết nhiều nào. Chính vì điều đó, Vu Lan cái mùa báo hiếu vọng về, tối nay tụi con về gọi điện thoại cho mẹ. Mùa Vu Lan đến, con chúc cha mẹ sức khỏe. Tuần sau bạn con về nước, con sẽ gửi cho mẹ một gói trà, một gói salon bát, một chai dầu thật gió để ba mẹ cô dưỡng sức khỏe khi ốm đau, ba mẹ sức giàu vân vân. Còn cha còn mẹ chúng ta nên làm vậy đi, chứ Tâm Trí bây giờ mà mất cha mất mẹ rồi giờ đi về Việt Nam mua cũng cảm biết tặng ai.
Cho nên đó là những cái vài dòng tâm sự của cái cá nhân mình đối với quý vị trong sân khấu Phu Lan và Báo Hiếu. Và tâm trí xin chia sẻ cùng tất cả những ai đã mất cha mất mẹ, và cũng xin chúc mừng cho những ai còn cha còn mẹ. Và chút nữa đây quý vị sẽ được cài lên ngực của mình đó hoa hồng thắm, và chút nữa đây cũng có những người cài trên ngực mình đó hoa hồng trắng. Ôi một màu trắng thể hiện cái màu con đậm mồ côi mất cha mất mẹ. Thì từ đó chúng ta trân quý và giữ gìn cái tình thương cùng với tất cả mọi người ở đây. Cho nên trong những năm qua, tâm trí cùng sát cánh với các em thực tập sinh công nghiệp sinh, đó là khi bởi vì chúng tôi đã xuất thân từ du học sinh, xuất thân từ những cái người mà mất cha mất mẹ, nên hiểu được những cái hoàn cảnh như vậy. Thì bọn rằng ở đây cô chú anh chị lớn thì chúng ta hướng dẫn dẫn dắt lại các cháu và khuyên các bạn định hướng được tương lai của mình và cố gắng học tập giữ gìn sức khỏe. Đó là những điều mà tâm trí chia sẻ và căn dặn trong mùa Vu Lan và Báo Hiếu. Và cuối cùng xin kính kính chúc cho toàn thể quý vị sức khỏe, mọi việc tốt đẹp và công việc được thuận lợi. Đối với tụi con là mọi việc đều được tốt đẹp hết. Đó là lời chúc phúc ở trong mùa Vu Lan Báo Hiếu này. Và xin tri ân, niệm ơn đến tất cả quý vị. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Mời quý vị chúng ta chắp tay ngay ngắn, bởi vì đã tới giờ 12 giờ 11 giờ rưỡi rồi. Quý vị chắp tay ngay ngắn và mời MC chúng ta đọc và nguyện đem công đức này thật to thật lớn để hồi hướng kết thúc một cái buổi để chia sẻ đơn sơ ngắn gọn trong mùa Vu Lan này. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này mẹ hồi hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chúng con xin niệm ơn sư cô với bài giảng sâu sắc ý nghĩa hiếu hạnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Muối 3 năm muối lương còn mặn, gừng 9 tháng gừng hãy còn cay. Công cha nghĩa mẹ cao dày, con ơi nhớ lấy lời này đừng quên. Tập thể đạo tràng chúng con thật xúc động trước những lời pháp sư cô nói về công ơn biển trời của cha mẹ. Chúng con nguyện từ nay và mãi về sau hằng ghi nhớ những lời dạy ấy, sớm tối một lòng phụng dưỡng mẹ cha. Chúng con xin niệm ơn sư cô, chúng con nguyện lấy đó là hành trang trên bước đường sinh học và ứng dụng vào trong cuộc sống theo đúng phương châm tốt đời đẹp đạo. Xin mời ban kinh sư cung đón sư cô và cô ghi bản tự để chuẩn bị cử hành đại lễ Vu Lan.